Nhận định bóng đá Chelsea với Everton. 1 giờ ngày 9 tháng 3, vòng 27 Premier League, The Blues sẽ chạm trán Everton, đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một vị trí dự Champions League. Trong trận đấu muộn của vòng 27 ngoại hạng Anh, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bảy trên 10 trận đầu chỉ đạo Chelsea kết thúc bằng thắng lợi. Thomas Tuchel có khởi đầu như mơ ở Premier League. Giải đấu ông mô tả là khắc nghiệt và tàn nhẫn nhất thế giới trong ngày ra mắt truyền thông. Với những ai yêu mến The Blues, đây chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất trong 3 năm qua sau những nỗi thất vọng mang tên Maurizio Sarri và Frank Lampard. Tuchel không thay đổi quá nhiều nhưng kết quả ông nhận về khác xa người tiền nhiệm Lampard. Rio Ferdinand nói rằng Tuchel chỉ cần một ngày để phát hiện và khắc phục những điểm yếu chết người của Chelsea. Giữ sạch lưới luôn là ưu tiên hàng đầu, Tuchel nhấn mạnh trong các buổi tập ở Cầm và sơ đồ ba trung vệ chính là lời giải. Sự tiến bộ của hàng thủ và thủ môn Eduardo Mendy là minh chứng điển hình cho phương pháp Tuchel. Mendy đã giữ sạch lưới 6 trên 10 trận bắt chính tại Stamford Bridge, thống kê tốt nhất của một thủ môn kể từ khi Alisson ra mắt Anfield vào năm 2018. Bây giờ, Chelsea trông giống một ứng viên vô địch chứ không phải đội bóng vừa vươn lên từ giữa bảng xếp hạng để tìm kiếm vé dự Champions League. Tinh thần ấy, phong độ ấy, tất cả đều ủng hộ Tuchel và các học trò ngay cả khi đối thủ của họ là Everton, đội đứng ngay sau họ trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, The Blues còn được ủng hộ bởi những dữ kiện từ lịch sử. Họ đang duy trì chuỗi 25 trận sân nhà bất bại mỗi khi tiếp đón Everton. Trong lịch sử Premier League, duy nhất Tottenham sở hữu thành tích đối đầu Everton tốt hơn Chelsea 27 trận bất bại từ tháng 4 năm 1989 tới tháng 4 năm 1991. Chưa hết, các trận đấu vào dạng sáng mai luôn đem tới tín hiệu tích cực cho Chelsea khi thắng tới 10 trên 14 trận Premier League gần nhất diễn ra trong buổi thi đấu này. Thêm một kết quả tích cực nữa sẽ giúp Chelsea cắt đuôi chính kẻ bám đuổi Everton, thậm chí là hướng tới một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Ancelotti thừa nhận ông đánh cược sự nghiệp lừng lẫy của mình khi nhận lời dẫn dắt Everton, đội bóng ít tên tuổi nhất trong 3 thập kỷ huấn luyện nhà nghề. Nhưng trở lại ngoại hạng Anh với một công việc mang tính kiến thiết chắc chắn không phải quyết định ngẫu hứng của Carletto, và cho tới thời điểm này, khi mùa giải đã bước qua trạng tourmalet khốc liệt nhất, Everton của Ancelotti đã khẳng định họ hoàn toàn không phải ngựa ồ hay hiện tượng nhất thời của giải đấu. Ba vòng liên tiếp, Everton giành trọn 9 điểm và không để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Tại Premier League mùa này, Everton đã thắng tới 14 trận, chỉ chịu đứng sau Man City 20. Nếu Chelsea chơi sân nhà ấn tượng thì Everton còn là ông kẹ trên sân khách. 9 lần hành quân xa nhà vừa qua ở Premier League, Everton không thua và thắng tới 7. Everton thật sự lột xác dưới bàn tay ma thuật của Ancelotti. Họ vừa thắng 2 trận liên tiếp diễn ra vào rạng sáng thứ ba, hiện tượng lần đầu xuất hiện kể từ sau mùa giải 2016-17. Đấy chính là đẳng cấp Ancelotti mang đến cho đội bóng thành phố cảng, thứ đẳng cấp câu lạc bộ này vật vã tìm kiếm nhiều năm qua. Dự cúp châu Âu không còn là mục tiêu hàng đầu của Everton. Nói cho đúng và đủ, Ancelotti muốn đưa Everton tới vòng bảng Champions League 2021-22. Thông điệp này được chiến lược gia người Italia gửi đi trong buổi họp báo trước trận và rõ ràng, người cẩn trọng như Ancelotti không bao giờ nói cho sang mồm. Ancelotti trở lại Tây London với tâm thế đầy khát khao và tham vọng. Giành điểm trước The Blues sẽ mở ra cơ hội ngàn vàng đưa Everton tới gần Champions League hơn bao giờ hết, và nếu đó là 3 điểm, Ancelotti sẽ đi vào lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge trong kỷ nguyên Premier League sau khi từng dẫn dắt đội bóng này. Phải là Ancelotti mới có thể tạo ra bất ngờ trước Chelsea ở thời điểm này.